Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube của Trần Thảo An Khang, Thảo Audio 7 tuyển chọn. Và hôm nay em làm cái clip này để em test cặp loa sạc pin Vega D5. Nó cặp loa sạc pin Vega D5 này là bữa trước em có lên clip nó rồi đó. Nó là hai đời sản xuất trước sau, cho nên là loa nó có sự khác biệt giữa hai đời. Tuy nhiên hiện giờ trên màn hình thì các bạn cũng nhìn thấy thì nó cũng khá là tương đối ổn, là cái mặt tiền từ ngoài nhìn vô. Bây giờ thì mình nhìn thì thấy là có gần là hai cái mic nó có sự khác biệt nặng thôi. Còn tuy nhiên thì những cái sự khác biệt của nó thì mình đã phân tích ở cái video clip trước rồi, cho nên bây giờ mình không nói lại để đỡ mất thời gian của quý vị và các bạn. Và hôm nay thì em sẽ test để các bạn thẩm âm cái chất âm của nó, đánh karaoke, nhạc trữ tình hay là nhạc remix, những cái nọ đồ nghe cũng rất là ổn. Vì thằng này thì nó chơi đa thể loại nhạc. Và hiện giờ thì là cái nguồn nhạc phát thì em phát trên TV, kênh YouTube xuống TV và qua cái đầu giải mã là Sony 7A. Rồi đưa qua cái con âm ly là Jaguar 506N hàng 7 nha nè. Đây, chúng ta coi 506N hàng 7. Và cái lọc xì dưới thì không hát nha, mình không bắt cái lọc xì làm gì. Cái đó là để chừng chơi cho nó hấp dẫn thôi, mấy gà cũng không xài tới cái đó. Rồi, bây giờ cũng không để quý vị và các bạn đợi lâu, mình sẽ bắt nhạc và hát một đoạn để cho quý vị và các bạn nghe cái chất âm của cái loa sạc pin Vega D5 này, nó thể hiện về cái công năng của nó là hát karaoke luôn á. Nghe nhạc thì ổn rồi, còn karaoke thì để test cho quý vị và các bạn nghe luôn còn nó hát như thế nào. Quý vị và các bạn chỉ cần thẩm âm cái chất âm của karaoke thôi, còn cái giọng hát thì quý vị và các bạn đừng quan tâm nha, tại vì em hát dở lắm. Nếu mà em có hát dở, có sai cặp nhịp thì đó thì quý vị và các bạn mình có gạch đá tội nghiệp em nha. Rồi, em xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhạc đây. Nhạc phẩm Rau Bán Vần Thơ Xây, ca sĩ Không Chuyên là em trình bày. Chiều mưa
cái clip nó quá dài, anh em coi nó cũng hơi mệt, thì em xin dừng video clip ở đây. Và trước khi kết thúc thì em cũng không quên xin quý vị và các bạn, nếu có xem được video thì cho em xin một like, đăng ký kênh Trần Thảo An Khang giùm em, và nhớ là bật chuông để nhận được những cái video clip mới nhất của em nghe quý vị. Và một lần nữa xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video sau nha.